bác thấy rằng là em mở một cái bài nhạc trữ tình và mở với âm lượng khá lớn và thử ở trên một đôi loa dựng là JBL loa dựng trên chiếc vang X6 của chú em ở Đồng Nai gửi đến căn chỉnh. Bây giờ em sẽ mở một cái bài nhạc jam mix nữa này. Mở một bài jam mix nữa để các anh em nghe, vẫn để âm lượng như này nhá. Để xem là cái phần nhạc như nào. Bởi vì chú này chú có nói chuyện rằng là bát thì khô và phần âm cao thì hơi đanh. Tí nữa em sẽ chia sẻ cách làm về cái phần 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 bát khô và âm cao đanh nhé. Nói về dòng X ấy, từ X6 này, Hugo này, X10 này thì nó tương đồng nhau. Có 7 giải quay dư ở cái phần music nhé. Các bác thấy rằng như này, đầu tiên chúng ta phải đặt cái độ lớn của tín hiệu đầu vào. Ở đây nó có là 0, 3 và 6 nhé, thì theo em đặt 3. Cái cắt thấp này ấy, thì nó liên quan đến cả phần nhạc phần mic này. Cái cắt thấp của phần music này liên quan đến cả phần nhạc phần mic. Chú này thì chú ấy nói chuyện rằng là cái bass hơi khô, thiếu lực và cái giải cao thì đánh gắt. Thế thì đầu tiên là cái cắt thấp 34,4 này. Đây các bác thấy rằng là một cái điểm phải tăng để cho bass có lực này. Cái điểm này tăng để bass có lực này. Nhưng một cái điểm nữa nó thuộc về cái trung trầm, tức là tần số loanh quanh cỡ khoảng độ 125 cho đến 150 nhá, là trung trầm. Thế thì ở cái tần số trung trầm này á, là chúng ta nên giảm. Giảm để sao? Để cho là khi chúng ta tăng bass để cho nó có lực này, chúng ta giảm ấy để cho như vậy là cái âm trầm ấy là nó tròn gọn hơn. Giảm xuống để cho âm trầm nó tròn gọn hơn và chúng ta cảm thấy là cái phần âm bát mà chúng ta tăng ấy nó rõ nét hơn. Nó tách bạch hơn, nó rõ nét hơn. Đây là một cái điểm tần số chúng ta nên giảm. Loanh quanh cỡ khoảng độ 125 cho đến 150 giảm nhá. Thế còn nó khô. Nó khô về phần nhạc ấy thì nó loanh quanh ở cái tần số như này. Đối với cái những cái dòng vang số như là dòng X ấy thì nó chỉ có ít thôi, 7 giải quay dư phần music. Thì nó khô ấy, nó khô thì nó có loanh quanh cỡ khoảng độ trên 300 đến 400 nhá. Trên 300 đến 400 là giảm. Giảm để cho như vậy là nó mềm mại hơn. Bởi vì khu vực này ấy, là cái khu vực mà khi chúng ta nghe kể cả giọng hát ca sĩ nhá và phần nhạc cụ ấy là như vậy, là ở cái tần số này ấy, khi chúng ta không giảm này hoặc là tăng lên chẳng hạn, nhiều các bác có khi còn tăng thì tăng ở đây ấy, là vỡ tiếng. Tăng ở cái khu vực này ấy, loanh quanh khoảng 300-400 là vỡ tiếng nhá. Và về cái giọng hát ấy, là nó thiếu đi cái sự mềm mại và rõ nét. Bởi vì chúng ta phải giảm cái khu vực 300-400 mà đi, để cho cái âm bát nó mềm và cái âm trung nó rõ nét. Âm trung rõ nét. Bởi vì nếu trung trầm mà nhiều ấy thì cái âm trung này nó không rõ nét nhá. Âm trung không rõ nét. Cho nên là tầm 300-400 nên giảm này. Rồi một cái giải tần số nữa là cái giải tần số từ 600 đến 700 là theo em nên giảm nhá. Giảm để cho giải trung nó dịu hơn, nó dịu dịu với giải trung nhá. Và một cái vị trí nữa là cái vị trí loanh quanh cỡ khoảng độ 1.500. 1.500 cho đến tầm 3.000 nhá, nên giảm, bởi vì ở đây ấy là âm thanh bị khô cứng này. Nó bị đanh, nhất là loa giáp loa dựng. Loa giáp loa dựng thì nó sẽ là đanh. Đanh ở cái khu vực 1.500 cho đến tầm 3.000 nhá. Giảm xuống này, 1.500 đến 3.000 là giảm. Thế còn khi chúng ta giảm ở đây ấy, để cho như vậy là cái chất âm nó mềm mại hơn, nó đỡ đanh, đỡ gắt hơn đấy. Và chúng ta tăng 1-2 điểm ở cái giải cao này. Giải cao này có thể là một cái điểm, giả dụ như bây giờ thế này nhé. Nó đanh gắt quá ấy. Đanh gắt quá có thể là giảm vào tần số khoảng độ loanh quanh 2.000 này. Giảm vào tần số loanh quanh 3.000 này. Và chúng ta chỉ cần tăng một cái điểm ở cái tầm cỡ khoảng từ 6-7.000 đổ lên nhé, chỉ cần tăng một cái điểm 6-7.000 đổ lên, đấy là cái phần music. Thì trong cái quá trình mà căn chỉnh cái dòng vang số đầy X ấy, từ X3 đến X10 ấy, thì là em cảm nhận như thế, thì em chia sẻ các bạn em như thế. Nó có những cái điểm cơ bản như thế, có điểm cơ bản như thế. Chứ còn không phải là như vậy là các bác anh em tăng đại đâu.
khi chúng ta tăng ấy là chúng ta phải để ý cái giá trị quy, và khi chúng ta giảm cũng thế, chúng ta phải để ý giá trị quy. Nhà sản xuất ấy là sản xuất giá trị quy này không thừa đâu. Thế còn về cái phần mic nhá, bây giờ em sẽ gọi ra về cái phần mic nữa, bởi vì nó đây là phần nhạc này. Còn phần mic nữa thì các anh em sẽ thấy được cái phần mic như này, đây là cái phần nhạc nhé. Thế còn phần mic, phần mic thì các bác thấy rằng là hầu như em căn chỉnh vang số ấy, thì đều giảm trầm trung trầm nhá, để cho là cái âm thanh nó có cái độ sáng hơn. Mà nhất là đối với dòng X, đối với dòng X thì như vậy là nó không sáng lắm đâu, cho nên nó phải giảm trầm và trung trầm để cho nó sáng âm. Và nó đanh nó gắt thì vẫn phải là những cái tần số giải trung này và cái tần số trung cao nhé. Các bác thấy là cái tần số trung cao này, đây là cái tần số trung cao, đây là 1200 này, 1200 là giải trung, 2000 trên 2000 này, 3000 đều giảm hết nhé. Các bác thấy đây ở trên dòng X này, để cho nó dịu tiếng nhé, để cho nó dịu tiếng ở trên dòng X. Và thậm chí là giải cao, các bác thấy rằng là có rất nhiều điểm là như vậy giảm nhé, rất nhiều điểm giảm. Không phải là chúng ta cần sáng, chúng ta tăng tăng giải cao mà nó sáng tiếng đâu, mà trên vang số ấy, có khi giảm thì nó lại hiệu quả, mà giảm thì có khi nó lại mềm dịu, nó lại có cái độ sáng nhuyễn. Đấy là một cái về cái phương pháp, về cái phương pháp. Thì đây là cái phần mic nhá, thì vẫn là giảm âm trầm để cho nó có độ là sáng hơn, giảm âm trung cho mềm hơn, giảm âm trung cao để cho đỡ đanh đỡ gắt này. Và một phần nữa, phần main đây các bác thấy rằng là đều giảm hết ở cái giải trên phần main này, thì nó có liên quan đến phần mic và phần nhạc, liên quan phần mic phần nhạc. Cho nên rằng là vẫn là giảm trung trầm và giảm ở trung cao nhá. Đây là một cái phương pháp mà các anh em nên lưu ý khi mà làm vang số. Thì đây là đại diện cho dòng vang số đời X, từ X3 cho đến X10. Thế còn rất nhiều loại vang số thì cái phương pháp của em vẫn là giảm trầm, giảm trung trầm, giảm trung và giảm trung cao. Thì đấy là một cái phương pháp để mà chia sẻ các anh em trong quá trình mà căn chỉnh vang số.